Xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị Lồng Chim. Có lẽ là bây giờ không khí Tết đến xuân về đang rất là háo hức ở trong mỗi chúng ta rồi đúng không ạ? Không biết là nhà anh em đã chuẩn bị Tết đến đâu. Hiện tại thì siêu thị Lồng Chim chưa thấy Tết. Hiện tại chưa có Tết vì sao? Vì vẫn còn đang phải bận soạn hàng cho tất cả các anh em, bởi vì chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai nữa siêu thị Lồng Chim có thể gửi hàng cho anh em được. Thế nên là vẫn đang rất là tất bật để có thể soạn hàng, đóng hàng để gửi cho tất cả các anh em tỉnh xa, để anh em có thể kịp nhận lồng trước Tết và đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp, cũng như là những cái chú chim của anh em cũng đang rất là mong ngóng để đón chờ những chiếc lồng mới, để chúng có những ngôi nhà mới, để Tết đến xuân về thì chúng có những căn nhà mới đẹp hơn đúng không ạ? Chúng cũng rất là háo hức, giống như những đứa trẻ rất là mong muốn, là háo hức khi mà có những bộ quần áo mới để đi chơi Tết đúng không ạ? Chú chim cũng như vậy đúng không ạ? Đây là một cái mẫu lồng chào mào. Đây là mẫu lồng chào mào, tích đục của nó là đục nho sóc. Con chim nhà em cũng đang rất thích lồng mới rồi đúng không ạ? Tích đục nho sóc này. Tích đục nho sóc. Chiếc lồng này thì hiện tại thì bên siêu thị Lồng Chim mới qua một lớp dầu thôi. Để chiếc lồng này đậm màu hơn thì anh em có thể vào thêm một lớp dầu nữa, hoặc là để nó sẽ tự xuống màu. Chiếc lồng này được làm theo form lồng giả Thái nhé. Đây là form lồng Thái và nó là form đấu ạ. Form lồng đấu nữa. Đây, anh em nhìn thấy là cái phần chân này, tích đục nho sóc nhé. Tích đục nho sóc. Tất cả cái bốn chân bốn góc đều giống nhau hết ạ. Đây là phần nậm tre này, móc của nó sẽ là một chiếc móc đồng nậm tre, gồm hai cầu. Chiếc lồng này sẽ có hai cầu nhé, hai cầu thẳng, lồng gồm hai cầu thẳng. Đây, lồng hai cầu thẳng. Bên em có thể kèm cho anh em một cái cầu góc được, ok được luôn nhé. Đây là một cái món lì xì năm mới cho tất cả anh em. Chiếc lồng này siêu thị Lồng Chim cũng chỉ còn một chiếc duy nhất thôi. Đó. Và món quà năm mới lì xì cho anh em đặt hàng trong ngày hôm nay, đó là một cái bộ cóng tàu này. Một bộ cóng tàu, đây là bộ cóng tàu em chưa gắn tay vào nhé. Đây là bộ cóng tàu tích các cái vị tiên này đang ngồi này. Đây, vị tiên đang ngồi đàm đạo với nhau. Đấy, một bộ cóng tàu tặng cho anh em trong ngày hôm nay. Giá của chiếc lồng này vẫn là giá là 1.450.000 đồng nhé, giá gốc của nó. Và vẫn giá niêm yết của nó là 1.450.000 đồng. Tuy nhiên anh em đặt trong ngày hôm nay thì siêu thị Lồng Chim sẽ tặng cho anh em một bộ cóng tàu trị giá 250.000 đồng nhá. Đấy, bộ cóng tàu này bên em bán lẻ là 250.000 đồng một bộ đấy. Bên em tặng cho anh em đặt hàng trong ngày hôm nay với chiếc lồng này nhá. Đây là bộ cóng này, bộ cóng tặng kèm cho anh em nhá. Vị tiên rất là đẹp luôn. Bộ cóng dành cho chào mào gồm 3 chiếc cốc. 3 chiếc cóng. Đây, sẽ để ở đây, không nó vỡ mất. Em sẽ quay lại cái phần chiếc lồng này để cho anh em xem nhá. Đây, đây phần nóc ở trên này. Tổng thể chiếc lồng này ở phía xa. Đấy, rất là đẹp, dáng form lồng Thái cực kỳ thích luôn. Rất nhiều anh em thích form lồng Thái. Những cái chiếc lồng Thái hay lồng vuông thì rất là tiện lợi trong quá trình vệ sinh, được rất nhiều anh em yêu thích. Anh em chỉ cần đẩy phần phía chốt này ra, mình có thể lấy cái gần phay phân ở phía trong này mình vệ sinh cho chim. Và đặc biệt là ngày Tết thì anh em nên mua sẵn một vài cân giấy lót lồng đấy ạ. Đấy thì mình mỗi lần mình thay, mình chỉ bỏ cái giấy lót lồng ra và mình thay cái mới là xong, đỡ mình mất công vệ sinh kỳ cọ đúng không ạ? Ngày Tết mình dành thời gian hơn để nói chuyện với người thân, bạn bè và đi chúc Tết. Thì mình làm những cái khâu vệ sinh tiện lợi như này nó sẽ rất là tiện. Mình chỉ cần đặt giấy lót lồng thôi. Đó, với những chiếc lồng tròn thì cái khâu vệ sinh nó sẽ khó khăn hơn, bởi vì anh em phải xoay cái lồng ra, tháo nẹp này, tháo xoay cái đế lồng thì mình mới vệ sinh được. Còn những cái chiếc lồng vuông hay là những chiếc lồng Thái thì nó lại cái ưu điểm vượt trội trong cái quá trình chăm sóc, nó cũng nhàn hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, đặc biệt là anh em có thể sử dụng thêm những cái giấy lót lồng thì thực sự là rất tiện lợi, cái khâu vệ sinh gần như là không đáng kể nữa. Mình chỉ cần mở cửa lồng mình thay hoặc là mình kéo cái chốt ra đúng không ạ? Mình kéo cái chốt ra mình thay cái lót mới là xong, ok, nhanh gọn. Cho ăn cũng rất là dễ dàng, anh em có thể dùng các cái muỗng đổ thức ăn ở hai bên này, đổ thức ăn và nước uống đều thay được. Ngày Tết thì mình có thể mua thêm những cái bộ cóng thủy tinh dài. Đấy, để mình đi chơi Tết thì có thể quên đúng không ạ? Chưa chăm sóc thì nó vẫn có đủ nước, đủ thức ăn, mình cho thêm bổ sung thêm các bộ cóng khác nhau nữa. Ngày thường thì có 3 bộ, ngày Tết mình để thêm nhiều bộ hơn đúng không ạ? Để chúng có thể ăn Tết no hơn.
người chúng ta cũng ngày Tết cũng mua nhiều đồ hơn đúng không ạ? Thì chim chúng ta có thể chuẩn bị thêm cóng nước, cóng thức ăn nhiều hơn để chúng có một cái Tết no đủ, ấm áp. Đấy. Đây là một cái chiếc lồng nho sóc mặt hổ phù này. Nho sóc, tích đục nho sóc, đây là phần đáy phía dưới anh em nhé. Đáy phía dưới này. Giá là 1.450.000 đồng ạ. Giá 1.450.000 đồng, gồm phụ kiện như hình cả hai cầu nữa. Và bên em có tặng một bộ bóng tàu như lúc nãy em có quay trong video đấy ạ. Anh em đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với siêu thị Lồng Chim theo số điện thoại 0964278585 hoặc 0984217365. Em có thể để ý cái phần comment nội dung bên dưới hoặc là cái phần xem thêm đấy ạ. Bên em có đầy đủ những cái nội dung, số điện thoại hay địa chỉ để anh em có thể liên hệ. Và lưu ý là chiếc lồng này chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Và cái quà tặng này chỉ áp dụng duy nhất trong ngày hôm nay thôi. Anh em nào xem video này sau thì vui lòng thông cảm là bên em chỉ, những cái chương trình mà áp dụng, những chương trình khuyến mại chỉ áp dụng duy nhất trong ngày mà phát video, hoặc nếu mà trong chương trình có trao đổi. Đấy, những anh em đặt sau thường rất là thắc mắc là chương trình có tặng còn không, tôi thế nào thế kia đúng không ạ? Nhưng mà chương trình có tặng áp dụng chỉ có duy nhất trong một ngày hôm nay thôi. Đấy, anh em xem video sau thì rất là thông cảm cho siêu thị Lồng Chim nhé. Và giá niêm yết của sản phẩm này là 1.450.000 đồng. Ngày hôm nay thì siêu thị Lồng Chim có tặng kèm móc này, bộ đậm tre này, hai cầu thẳng và một bộ cóng tàu trị giá 250.000 đồng nữa. Thì do những anh em làm hàng trong ngày hôm nay và chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Siêu thị Lồng Chim hiện tại thì có bán sẵn một số các mẫu lồng và chuẩn bị nghỉ Tết rồi. Ngày mai là sẽ ngưng vận chuyển những anh em ở tỉnh phía Nam. Đó. Thế nên là anh em chốt cái mẫu lồng này thì đặt sớm bởi vì em có một chiếc thôi. Anh em nào đặt sau thì em rất là xin lỗi anh em là phải qua năm bên em mới có thể phục vụ được. Đó. Đó, rất là cảm ơn anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ siêu thị Lồng Chim trong suốt 6 năm vừa qua. Đặc biệt là trong năm vừa rồi, rất chân thành cảm ơn anh em. Anh em hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của siêu thị Lồng Chim để ủng hộ tinh thần của siêu thị Lồng Chim, để bên em có thể cung cấp thêm nhiều cái mẫu lồng tốt hơn, đẹp hơn và những cái chương trình khuyến mại hấp dẫn để có thể phục vụ anh em mua lồng với giá tốt nhất. Cảm ơn anh em đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.